Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vụ đóng giả bác sĩ vào khu cách ly để điều trị cho F0 ở thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế vào cuộc. Hải Dương, F0 đến trạm y tế xin giấy cách ly, bị trạm trưởng buông lời khiếm nhã, chỉ vào mặt hỏi dân, F0 mày ra đây để truyền virus cho tao à? Người Bạc Liêu chưa tiêm đủ liều vaccine không được ra khỏi nhà. Nghi ngờ Omicron lây lan trong cộng đồng, thành phố Hồ Chí Minh giải trình tự gen ngẫu nhiên. Và sau đây là nội dung đầu tiên. Nghi ngờ Omicron lan trong cộng đồng, thành phố Hồ Chí Minh giải trình tự gen ngẫu nhiên. Kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, số ca mắc COVID-19 được phát hiện tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng. Cho đến nay, các tài liệu trên thế giới vẫn cho thấy biến chủng Omicron có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn so với Delta và mức độ bệnh nhẹ. Nhiều nghi vấn cho rằng biến chủng này đang lưu hành và lây lan tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trước lo ngại về sự có mặt của biến chủng Omicron trong cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh, một lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để khẳng định chắc chắn, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC lấy mẫu bệnh phẩm ngẫu nhiên của các F0 để giải trình tự gen, xác định biến chủng. Vị này chia sẻ, dùng phương pháp giải trình tự gen mới xác định được sự có mặt của biến chủng này tại cộng đồng hay không. Chúng tôi cho lấy mẫu tại các bệnh viện, ca bệnh nặng lẫn nhẹ, trường học để giải mã gen, xem có bao nhiêu phần trăm. Tôi nghĩ có khả năng sẽ tăng dần theo tỷ lệ. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng cho biết, việc giải mã trình tự gen để giám sát sự lưu hành của biến chủng Omicron trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng. Mặc dù biến chủng này được thế giới cho rằng có mức độ gây bệnh nhẹ, nhưng với khả năng lây lan nhanh hơn so với Delta, chúng ta vẫn nên thận trọng và giám sát động học của dịch. Với Omicron, chúng ta sẽ có những khuyến cáo đầy đủ, rõ ràng hơn. Phó giáo sư Dũng lý giải nếu xác định được sự lưu hành của biến chủng Omicron, chúng ta có thể hiểu được sự gia tăng số ca nhiễm và chuẩn bị trong tình huống số ca nhiễm tăng cao hơn. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Vụ đóng giả bác sĩ vào khu cách ly để điều trị cho F0 ở thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế vào cuộc. Bộ Y tế cho biết đã nắm được thông tin về việc một người giả bác sĩ vào khu điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh chữa cho F0 và sẽ lập tức có văn bản chỉ đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xác minh làm rõ. Cụ thể, liên quan đến thông tin một người giả danh bác sĩ vào phục vụ trong khu cách ly tập trung tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 2, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết đã nắm được thông tin này và sẽ ngay lập tức có văn bản chỉ đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xác minh làm rõ. Thanh tra Sở Y tế đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh, xử lý vụ việc giả danh sinh viên trường y để xin vào công tác tại khu cách ly điều trị COVID-19 ở quận 12 trong nhiều ngày. Trước đó, theo phản ánh của báo chí từ tháng 7 năm 2021, một người đã giả làm bác sĩ, tham gia phục vụ, điều trị, cấp phát thuốc, ký các loại giấy tờ chuyển viện cho các F0. Tại khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh COVID-19 ở trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo phản ánh, người này đã dùng thẻ sinh viên giả để được tham gia hỗ trợ ở khu cách ly, đảm nhiệm các công việc như là thăm khám, chỉ định, cấp phát các loại thuốc điều trị cho các F0. Khi thành phố rơi vào đỉnh dịch, tại khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực, nhân sự Quốc Khiêm đã tự lột xác từ sinh viên y khoa lên làm thạc sĩ, bác sĩ, nắm giữ nhiều nhiệm vụ chính tại cơ sở trong việc điều hành nhân sự, điều trị bệnh nhân F0. Quốc Khiêm đã thực hiện các vấn đề chuyên môn như là thăm khám, điều trị, cấp phát thuốc điều trị cho F0. Ngoài ra, trong thời gian làm việc, Quốc Khiêm còn ký nhiều văn bản, giấy tờ quan trọng như là báo cáo số ca bệnh không qua khỏi, giấy chuyển tuyến điều trị ca F0 dưới chức danh bác sĩ điều trị, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Khiêm. Bên cạnh đó còn ký phiếu kê khai danh mục thuốc để người nhà bệnh nhân thanh toán trong khu điều trị F0 trường Cao đẳng Điện lực. Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, khu cách ly điều trị F0 giải thể, Quốc Khiêm đã khoe giấy khen được tặng vì đã có thành tích đột xuất phát hiện hỗ trợ cấp cứu và điều trị cứu sống bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, về phía bệnh viện xác nhận, không có nhân sự nào là bác sĩ Nguyễn Quốc Khiêm công tác tại khoa tim mạch như thông tin trong giấy khen. Ông Trương Văn Đạt, trưởng phòng công tác sinh viên, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra thì không có người nào tên là Nguyễn Quốc Khiêm từng công tác, làm việc tại trường hay là sinh viên theo học tại trường tính đến thời điểm hiện tại. Một chuyên gia cho rằng cần làm rõ mục đích giả danh bác sĩ vào các khu cách ly.
Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Hải Dương, F0 đến trạm y tế xin giấy cách ly, bị trạm trưởng buông lời khiếm nhã, chỉ mặt hỏi dân, F0 mày ra đây để truyền virus cho tao à? Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trưởng trạm y tế xã Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương đã có những lời khiếm nhã với cô gái đến xin giấy cách ly. Trong đoạn video dài 5 phút cho thấy, cô gái đã đến trạm y tế xã khai báo y tế khi có kết quả test nhanh dương tính nhiễm COVID-19. Thời điểm hiện tại, cô gái đến xin giấy quyết định cách ly y tế để công ty cho tạm nghỉ ở nhà. Tuy nhiên, vị trạm trưởng tại đây đã bức xúc vô cớ và có những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Mở đầu đoạn clip, người đàn ông bức xúc truy hỏi mục đích cô gái đến xin giấy gì. Khi được yêu cầu xác nhận giấy tờ cách ly, trạm trưởng lớn tiếng quát. Mày là ai? Mày về thôn mày, tao biết mày là ai. Ở thôn mày ra xin giấy tao à? Bố láo bố toét. Tao là con người chứ có phải cái máy đâu mà đêm hôm còn xin giấy. Sau một hồi trình bày mình là F0, cô gái bị trạm trưởng y tế buông lời. Dương tính sao mày lại vào đây? F0 mày ra đây để truyền virus cho tao à? Con điên, để sáng mai cũng được chứ sao mà đêm hôm lại ra đây? Thông tin với truyền thông, ông Nguyễn Duy Hợp, trạm trưởng trạm y tế xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương thừa nhận clip phản ánh là đúng sự thật, đồng thời xác nhận là người có những lời chưa chuẩn mực trong đoạn video chính là ông. Cụ thể vào 23 giờ ngày 19 tháng 2, chị PTT, sinh năm 2000, trú tại thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, đến xin giấy quyết định cách ly. Do đêm muộn cùng với cường độ làm việc căng thẳng kéo dài, vì thời gian qua tình hình dịch bệnh tại địa bàn xã rất phức tạp nên ông đã có những lời lẽ không đúng với chị T. Nhận thấy việc làm của bản thân là sai, sáng hôm sau ông đã gọi điện xin lỗi chị T, viết bản tường trình báo cáo vụ việc lên Ủy ban Nhân dân xã Gia Xuyên, xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Người Bạc Liêu chưa tiêm đủ vaccine không được ra khỏi nhà. Trước tình trạng gia tăng ca mắc, dịch COVID-19 bùng mạnh sau Tết, Bạc Liêu quy định công dân trên địa bàn tỉnh là người trên 18 tuổi, nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm một liều thì không được phép ra khỏi nhà, nơi ở, nơi cư trú, trừ trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe hoặc đi tiêm vaccine. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành chuyên môn kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mọi hành vi vi phạm với chủ trương trên. Ngoài ra, đối với việc ra vào địa bàn tỉnh, mọi công dân đều được phép ra vào địa bàn tỉnh không hạn chế, song phải thực hiện khai báo y tế. Việc khai báo y tế có thể qua phần mềm ứng dụng hoặc trực tiếp đến trạm y tế nơi đến, sau đó tự theo dõi sức khỏe và không phải cách ly y tế. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!